Rồi, hello anh em ơi. Em chờ một cái xe máy gánh phép đây. Đây là cho anh em mình con AB211 ha. Người ta còn gọi là AB đầu bò đó. Tại vì cái mặt nạ nó hơi bự hơn mấy dòng AB bây giờ ha. Nên ta gọi nó là AB đầu bò đó. Thằng này máy gin êm nha anh em đó. Giá nó cũng dễ xài ha. Rồi giờ để em tả chi tiết xe cho anh em mình nha. Con này thì phuộc trước có sơn lại ha, mâm gin đó, ốc tán còn vàng đẹp, xe đi rất là đầm êm nha, mâm bọc còn đẹp ha, phuộc có bắn lại, xe bao nem mà không té ngã đâm đụng, áo sống còn liền đẹp. Áo sống cũng còn liền đẹp lắm ha. Con này thì FI luôn, phun xăng điện tử. Nó mâm bọng trước sau rồi ngay thẳng nha anh em, không có bị cong móp rồi kia ha. Đó, bogin, còn bogin luôn. Máy rất là êm. Tay ga mà lên tiếng máy gì là rất ok nha, êm ấm đó, áo sống đồ liền lạc nè, không có bị ngã bể. Nó cản gin ha, cản gin có bong chóc sơn nhẹ nè, cái cản thì mình phải chịu thôi, tại vì tay chân mình cầm nắm quay xe cọ kia nó lâu ngày nước sơn nó sẽ bị mòn nước sơn. Đó, ốc tán đồ còn cũng vàng đẹp lắm ha. Vỏ bọng cũng còn ok. Đó, phuộc bọng rồi không có bị xì nhớt nhau gì ha. Đi rất là êm. Đó, em chạy cầm chạy nãy cảm giác thấy là rất là êm. Máy chạy còn bốc. Còn bốc êm không có bị hú ha. Mấy cái bên nồi không có, chạy không có hú. Lốc rồi cũng rất là đẹp. Biển 68G1 dầm ghiền nha anh em. Mấy cái mẫu AB này em phái con cái là cái cốp nó bự lắm. Đó, được cái bên trong cái cốp nó bự. Đó, để đồ thoải mái luôn. Cốp chà bá luôn. Đó, bổ cái còi cây băng keo dài thòn nhưng mà còn vừa nữa. Đó, bình nước máy ở đây ha. AB thì có đầu bò thì có màu trắng đỏ này, em dòm coi thấy nó cũng được mắt, đẹp, nhìn xe nó đẹp. Rồi, con này em bán giá 11.8. Đó, xe máy móc bao anh em là nguyên zin, đầu cổ chưa chạm nha. Nó chạy êm ái, đi rất là đầm, không bị đâm đụng té ngã. Nó giá 11.8, anh em nào thấy kết thì alo em. Số điện thoại em là 0961 374 375. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye.